chào các bạn và chào các cháu. Hôm nay Ngọc sẽ chia sẻ đến các bạn và các cháu làm món rượu mai quế lộ. Nguyên liệu của món rượu mai quế lộ gồm có: đây là quế, mình dùng 2 đến 3 thanh quế. Và đây là hạt ngò. Hạt ngò còn gọi là hạt mùi. Và đây là đại hồi. Đại hồi tức là hoa hồi. Và đây là đinh hương. Đinh hương thì cái này nó có vị thơm nhưng mà nó có giống cái đinh ấy, thì gọi là đinh hương. Và đây là tiêu hột. Và đây là vỏ quýt. Mình có thể mua quýt mình ăn xong mình lấy vỏ mình phơi rồi mình làm. Và đây là thảo quả. Nó trái thảo quả này. Ai mà nấu phở thì thường thường biết trái thảo quả này. Và đây là tiểu hồi. Tiểu hồi tức là hột thì là. Và đây là rượu trắng. Rượu này là rượu mình mua là rượu 40 độ. Tiếp theo là mình đi rang những cái hạt này. Đây là hạt thì là. Và mình bật lửa lên. Và mình rang với lửa nhỏ. Và cái này thì mình rang cho thơm thôi. Tiếp theo mình rang đến hạt ngò. Hạt ngò còn gọi là hạt mùi. Và mình cũng rang cho thơm rồi mình sẽ tắt bếp. Mình đừng có để cho cháy. Tiếp theo mình rang tiêu. Và mình cũng rang lửa nhỏ. Và đây là đinh hương. Và đây là đại hồi. Mỗi thứ mình chỉ cần rang 1 phút thôi. Và đây là vỏ quýt. Và đây là quế. Những cái món này thì mình không có cần liều lượng hết. Nếu mình làm nhiều gia vị thì quế cái rượu mình cũng sẽ đậm và nó mau được hơn. Nếu mình làm nhiều những cái thứ này, mình làm nhiều cái món này thì rượu mình nó sẽ mau đậm. Còn làm ít thì là rượu mình nó loãng, chứ không có cần liều lượng. Và những thứ này mình rang cho thơm thôi, mình không để cháy. Và mình rang với lửa nhỏ. Và đây là thảo quả. Thảo quả thì mình phải đập nó ra để cho nó thơm. Đó, mình đập nó ra nó vỡ làm đôi làm ba rồi này. Thì mới thơm được. Và tất cả những thứ này thì mình mua ở tiệm thuốc bắc. Trừ rượu trắng thôi, còn tất cả mọi thứ là mình mua ở tiệm thuốc bắc. Và những thứ này thì mình đã rang và mình đã để nguội. Bây giờ mình bắt đầu bỏ trong hũ. Và bây giờ mình rây để cho rụng bớt những cái vụn vụn xuống. Và mọi thứ mình đã đổ trong cái hũ. Và mình đổ rượu mai, rượu trắng vô. Rượu này là rượu 40 độ. Và mình ngâm khoảng 1 lít thôi. Cái chai này mình mua 1 lít rưỡi thì mình ngâm khoảng 1 lít. Và mình đậy nắp lại. Mình để nhiệt độ phòng. Và cái rượu mai quế lộ này thì mình ngâm khoảng 1 tháng là mình dùng được. Và đây là cái rượu mai quế lộ mình ngâm đã được 2 tháng này. Đó, mình ngâm được 2 tháng. Và nếu mình ra chợ mình mua cái chai này thì họ sẽ bán mình 30 ngàn. Và đây là hũ rượu mai quế lộ của mình này. Mình ngâm khoảng 1 tháng thì mình xài.
Và cái rượu mai quế lộ này làm được nhiều thứ, là mình để cả, mình để ở nhiệt độ phòng mà mình để thời gian có thể 1 năm 2 năm rất là ngon. Mình làm heo quay cũng là rượu mai quế lộ, làm trứng vịt lộn cũng rượu mai quế lộ. Và rượu mai quế lộ này thì nguyên liệu chính của nó là quế, đại hồi tức là hoa hồi, và tiểu hồi tức là hột thì là, và đinh hương. Còn những thứ khác thì mình không có vẫn được. Và cái nguyên liệu của rượu mai quế lộ này tất cả thì mình mua ở tiệm thuốc bắc. Mình ra tiệm thuốc bắc mình mua thì có những nguyên liệu này. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào các bạn, xin chào các cháu. Chúc các bạn và các cháu thành công. Nếu các bạn và các cháu thấy hay thì hãy đăng ký và chia sẻ cho mình nhé. Và phần nguyên liệu thì mình sẽ để phần nhận xét và phần ghi chú. Nếu ai không nghe rõ thì mình mở phần ghi chú và phần mô tả ra xem.